Bất ngờ bỗng dưng gặp một ông cụ 75 tuổi ở ngoài trưa nắng làm điều này. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha. Thắng lại. Không thắng lại đi luôn à. Ngồi tối ngoài ngoài nắng. Này vô đây là chú. Cái quần mà lại đây luôn. Bây giờ hỏi thiệt nè, chú xin một ngày được bao nhiêu tiền? Trời ơi, ngày có 300-400 ngàn rồi hết. 300-400 ngàn. Trời. Nó còn 4 triệu bà mằng mình đi là 4-5 ngày. Ờ chú 4-5 ngày, 4-5 triệu là ngon hơn con nữa rồi. Đi ông bãi đi 4-5 ngày mà dồn mà ông biết được có 4 triệu không? Làm có mì chậu mì này. Ăn uống gì thôi đi, ông bán tôi có thuốc đi. Trời ơi, không mày ăn đi. Không, ăn dù bệnh nữa mà không tôi đi về đó. Không có được. Mày ăn được, ăn rồi. Coi thuốc đây. Đừng coi thuốc đây. Đừng có mặn mày không có ăn đâu. Không mày chê. Được, không ai. Ăn không được, cũng đừng có ép con không ai. Chết tuôn á. Thuốc gì mà thuốc trắng? Hay vô hay là chết hay gì? À vô gì cũng được. Hay vô cũng mà 18 ngàn gói rồi hả? 18 hay 19 ngàn gói hả? Chú bữa nay hớt tóc là đẹp trai nè. Một chút, khai đang quay phim. Quay phim một chút, được. Chiếu đi rồi. Rồi dạ chú, trên đường chú đi về hay về? Dạ, về em ngựa về Long Thành. Tính đi dài dài vậy không ngựa nha. Ngựa qua đò Long Khánh. Qua đò. Tôi ở bên Long Khánh nè. Mình rồi chú đi cái này chú kêu xe ôm chú đi chứ. Đi sáng là cũng như xe ôm nó chở vô đây. Rồi sáng đi xe ôm chở vô đây. Dù chèo cái nó chở vô đây. 2 giờ cái đó chở về bển bên Long Khánh nó xe đò nó Long Khánh con nó Long Khánh. Tôi ở Long Khánh là ở đây, còn nó là ở Long Khánh là trên cầu cao và bản một cây số, nó chạy xuống, nó như là nó trời chịu bệnh. Bây giờ chú giờ xin nó, sáng giờ được nhiêu tiền rồi? Có mấy chục ngàn giờ. Đâu bóc cho con ngồi coi. Có mấy chục ngàn à. Đâu bóc con ngồi coi. Mấy ngàn không mà nó bình thường. Con biết rồi, đâu bóc rồi, thử coi được gì, con không lấy chú đâu. Không sợ ông lấy mà tiền này sợ ông cự. Cự gì mà cự, con ngàn hai ngàn con không xài mà. Nè, sợ ông cự. Tự nhiên ha. Có mấy ngàn không mà. Sợ ông cự chê. Còn cái tóc nó một bịch đó nè. Con còn xài với ngàn nữa mà làm gì cái tiền mà đúng chứ. Sợ ra sợ ông cừ đi. Để ai cho với ngàn ông không lấy. Cái gì ông không lấy. Không có. Có người cho mình là 10 triệu chú ơi. Nó với ngàn con không lấy dấu gì. Không với ngàn con không lấy dấu gì. Dạ không. Có tiền lớn đâu. Có người đã cho mình là mừng ngày. Dạ mà không dạ. Có. Không có luôn nữa. Dạ đúng rồi. Ra cánh khổ người ta mà muốn về có ai cho gì lấy nấy. Với ông cũng muốn cà phê cho rượu cho hoài à. Tiêu đó. Nói không có không? Tôi lo đi làm gì đó. Mà bây giờ chú nói là chú đói bụng tại sao làm mì chú không ăn? Mì gì chúng mình nó bơ tử. Bơ tử? Nó bệnh chúng mình nó nhiều quá không có mặn vậy. Mày mà đâu có cái gì, con bệnh con ăn mì được mà. Con nào có chực ăn mì nó ăn vô nó đau bụng bị tình dục nó yếu đó nó không có chịu nó đau bụng cái tình dục nó yếu nó đau bụng mà yếu hoài thì vốt sáng đêm nó đau bụng rồi ăn mì nó đau bụng mất nó yếu hoài rồi vậy ăn phở ăn đau bụng chú chỉ là ăn tôm thì được chứ phở được không ăn à, có tôm thì được không mà nó ăn phở được không không ăn được luôn ông coi như là mì mua phở
ăn cơm được, chỉ là có cơm thôi. Ông mua hộp cơm đi, vì làm chuột nó yếu, cái bụng nó dạ, nó chậm tiêu, dạ. Không có tiêu. Dạ con biết rồi. Rồi chăn nó mắm bằng mặn nó bị ổng làm chuột nó yếu quá yếu gì rồi nó chịu cái mặn, dạ. Lạc cái chỗ ổng đau bụng vậy á, dạ. Không dám ăn cái gì dừa nữa, cũng mà ăn đồng bậy, dạ. Bên chuối bên đất nó cũng để cốt dừa, cũng không có ăn được, không có ăn mấy món đó được, dạ. Nó giờ nó hết cồn cho nghe gì đó. Cũng có con nó yếu quá yếu rồi, dục nó kêu rồi, không dám mang làm bậy. Bây giờ ở đây cơm á, thì bán chạy vòng vòng ở đây cơm hết cơm rồi. Bây giờ ngư bán ai như vậy nè, cũng chưa lắm rồi, cũng 8-9-10 giờ gì đó, chừng cơm không có, thì gì từ sau, không phải đẹp phúc công đi mua cơm. Không phải gặp khó khăn gì, có cơm buồn con thì thôi. Chứ ở đây nãy chạy vòng vòng hay là ai chứ cái này rồi ai cũng bán hết cơm rồi. Nên không có còn, chỉ là còn bún với mì gói không à. Cơm thôi cũng được mọi người. Chỉ là tối ngày này chú chỉ ăn cơm thôi. Ăn cơm. Còn đau quá cứ thì nấu miếng cháo ăn bây giờ. Mua con khô nữa. Xong. Cô trong. Giờ con cũng khổ luôn bác ơi. Vậy bữa hổm con quay con giúp cho chú hết lần rồi đó. Nhà cũng khổ lắm. Đi trên chứ giàu có đâu có đi trên vậy. Rồi đúng rồi, con biết mà. Ra vậy mà ăn không được. Tiền bạc không có thì cố kia dành gạo đó còn ăn nữa ai. Nhờ khổ gì đó. Dạ. Thì cũng đi trên kiếm mớ tiền nữa về chiếc thú. Dạ. Không có gì cơ nữa. Chuyện... Phải nhà chú ở gần gần đây con đi lại nhà chú coi nha. Rồi cha đó. Thì, nhờ con thì giờ nói với bác ai nghe đừng có cờ. Dạ. Ông tốt nhờ cờ. Ai mà cờ chú làm cái gì? Đừng có lại nhà con thấy nhà ổng như vậy mà ổng cờ cho đó. Trời ơi. Không có đáp. Mà không có nhà, con không, giúp không giờ cái bếp gì, bếp có chút gì nè. Con nói chú bếp nghe. Nó dột nát hết rồi. Con nói chú nghe. Trời nắng còn đỡ, còn trời mưa xuống rồi là ngầu, ngầu chút. Con nói chú nói nghe. Nói cùng cũng vậy đó. Con nói chú nghe vậy nè, con đi qua giúp đỡ cho chú mà con cự chú làm cái gì? Trời, sao cự? Trời. Sao cự? Nhà người ta nhập. Ủa mẹ, mà nhà ốc cái nhỏ chéo chéo. Có con sợ cái gì chứ, chú sợ đó là không đúng, tại vì con đi thiện làm thiện nguyện nên con đi tìm những cái hoàn cảnh nào nghèo khổ rồi con mới đến, chứ mấy nhà giàu nó nghĩ con không đến nữa. Nhà giàu đến làm gì? Con đến những hoàn cảnh khổ như chú vậy nè. Bây giờ em đi lâu rồi tháng mấy đụng tay gãy tới giờ gần 3 năm rồi. Nó chạy rợ ông ai ông nào muốn bán một chút đi. Ông biết nhà chỉ nhà Long Khánh ở ốc Linh Na bên. Chạy qua tới nhà bên ông coi nhà là lắc đầu. Ông cho ông giúp cho tiền công mà cũng có 4 triệu. Lâu rồi, gần 3 năm rồi. Có 4 triệu rồi. Con nói cho chú nghe nè. Rồi tôi thẳng tới giờ luôn đó. Con nói cho chú nghe nè, người ta giúp bao nhiêu là sao đó là mấy người đi hành quân đó. Hồn vô người triệu mà cho được có 4 triệu bạc. Có bao nhiêu cho chú nhiều chứ giờ chú đừng thêm nữa sao được. Thì vậy tôi thấy mà cảnh ông như vậy đó, không vợ ông con đó. Dạ. Rồi tôi cho ông được có 4 triệu. À 4 triệu là mừng rồi. Dạ cũng mừng rồi. Chứ bây giờ chú kiếm 4 triệu bạc. Mừng rồi. Dạ. Theo như chú rồi chú đi xin 4 triệu chừng nào chú có? Chừng 3 ngày chứ cho được 4 triệu bạc. Rớt đi xin một ngày á. Nó còn 4 triệu bà mằng mình đi là 4-5 ngày. Rồi chú 4-5 ngày 4-5 triệu là ngon hơn con nữa rồi. Đi, ông bãi đi 4-5 ngày mà dồn mà ông biết được 4 triệu không? Đừng nào đi 3-4 ngày mà chú được 4 triệu là chú giàu hơn con. Không phải. Mình đi là 4-5 ngày thì giờ con được 4 triệu không? Thì chứ nó còn 4 triệu bà mằng mình đi là 4-5 ngày. Ờ
rồi chú 4-5 ngày 4-5 triệu là ngon hơn con nữa rồi. Đi, con ông lại đi 4-5 ngày mà dồn mà ông biết được 4 triệu không? Đừng nào đi 3-4 ngày mà chú được 4 triệu là chú giàu hơn con. Không phải, mà đi là 4-5 ngày thì được con được 4 triệu không? Thì chứ. Bây giờ hỏi thiệt này, chú xin một ngày được bao nhiêu tiền? Trời ơi, ngày có 2-3-400 ngàn rồi mất. 3-400 ngàn. Trời. Ngon hơn ta đi bằng mướn rồi chú ơi. Rồi bây giờ một ngày, bây giờ con kể cho 300 ngàn đây chú. Chú tiêu xài vậy mà ngày nào cũng thiếu. Dạ, dạ. Xa mắm, dầu thích thuốc, men, dầu thuốc thuốc này kia mất. Con nói chú nghe nè, người ta nguyên một cái gia đình là 4-5 người mà ta mặn ngày có 2-300 ngàn để sống còn đủ nữa chú. Dầu xe đò nó ăn một đi vườn chè nó quốc hết 200 ngàn. Dầu hết rồi có 300 ngàn, rồi xe quốc 200 mà bớt hai. Ừ, thật á. Dầu xe đò, dầu trần đò 10 ngàn mà đi vườn chè 20 ngàn trần đò. Rồi có cái ăn uống mình chưa tính. Vì chở chú đi đi tới đâu mà quốc 200 ngàn chứ ạ? Ừ, tới 200 mà, còn tiền lò 10 ngàn. Mà đi tới đâu dữ ạ? Tôi về tới nhà Long Khánh bệnh. Long Khánh là đâu anh? À? Ừ, Long Khánh. Ờ, mà đi qua không có đò Long Khánh, Long Khánh không đi lên. Ờ, qua đò Long Khánh đó. Đi lên nữa. Ở bên khoảng 4 cây. 4 cây. Qua đò sẽ lên ha. Ừ, rồi, đi thẳng lên. Từ chứ bên đó thành đầu. Đâu đâu lên luôn. Con chặt cái chung rồi, con đâu nằm, mình chặt cái chung, con gì nằm ở dưới cầu tàu lao. Cầu lao dưới này. Ờ, lao dưới này, trên cầu sao. Trên cầu một mình. Đi, chạy đường trong. Ừ. Cái đường hoài này bỏ tôi cái trong gì vậy vậy là lúc nằm bên đường Nam Hang đường Nam Hang nó nằm bên con nằm trên giữa chỗ hàng sau trên trên nó xuống xíu dạ nói giờ biết rồi không hiểu rồi nó chỉ là thì cái chắc xuống vì trên nhập sau gần 3-4 năm tới nhà đó đi xin một ngày 300 ngàn mà thì xé 200 ngàn 200 mà 200 mà nó không chở đó là tại vì nó chạy kiểu đó là nó rất là lỗ mà xăng giờ nó không có lên đây đó đâu có như tiền xăng đâu mà đường nào mà lỗ nó à đi đâu nó tính ra nó chạy là lỗ nó không có chạy cái xăng giờ nó có 2-3 ngàn lít rồi 23-24 ngàn lít gì luôn bất ngờ ăn gì đó kia chúng là cao lãnh nó quốc 500 cao lãnh nó quốc 500 ở ngày đó ờ 500 rồi chú xin sao rồi, đúng chúng gì có ăn hết mình còn ăn gì đâu mình ăn có chỉ là có mấy miếng gạo rồi dầu về nấu cháo nấu cơm ăn ăn có ba gạo rồi dầu đó có gì chân đi xin chỗ này chết luôn đó ăn hết rồi có tiền cuối cùng là không có tiền đi gần thì nó ăn rẻ còn đi xa nó ăn hết trơn thôi bây giờ con nói chú bây giờ chú khỏi đi đâu chứ chú kiếm một cái bến đò nào chứ ngồi tại bến đò đi không cũng được bến đò có người đi xin lệnh nhưng chân cạnh ha à, đò nó xin lệnh nó không có đò thành thân á con ở dưới đồn con ngồi không có quen mà con đi dưới đồn con quen rồi đó giờ gì đó mà đi chục đường rồi kiếm nhà kiếm gạo đi dọc đường nhà kiếm gạo kiếm gạo xin tiền còn chứ đò không có gạo cái đò chỉ là mấy đứa ơi ông tên gì nói mà chỉ đường cho mấy chú này chạy qua tới nhà mà tôi tên họ là tên Giàu Dân Giàu Lê Dân Giàu 70 tuổi à. Con gặp chú 2 lần rồi. Không lần nào mà được ngay chợ chứ á. Phải ngay chợ mua cho chú vài bộ đồ chứ mà. Là gặp 2 lần, lần đây nữa là 2 nè. Đúng rồi, sao lần này là thứ 2. Lần này là cũng như là thứ 2. Dạ. 2 lần. Dạ. Và gặp qua bà ông khi nào mà ông mua mình cái áo gió được cái áo gió rồi bạn áo gió rộng rộng.
con nói chú nghe nè, con thì ở rất là xa nên cái này cái duyên thì mới gặp thôi chứ đâu ừ, đúng rồi đó. Không lẽ con mua rồi không để cái này con cỏ cái áo này con cho chú có gì chứ bạn chi để ông bạn đi không có ai cho gì cho ông để ông bên chặn con quá cục tay được có duyên gặp bóng hoài đó không duyên không gặp có duyên gặp hoài à có duyên bây giờ chú thích không cỏ ra cho luôn áo này con mới mua nè mấy trăm nè thì cho thì con lấy giờ không cho cũng không có nghe lấy ủa trời nắng sao chú thích mặc áo gió hả con tính là mua chú áo sơ mi không bạn không mặc áo gió mà bây giờ nè gió nó lạnh đó mà bây giờ quan trọng là con cho có mặc không hay là chuyến sau con đi mặc nhẵn mặc áo này nữa cái đó mới cái quan trọng là chuyến sau ông mua giùm tôi cái áo giống ông gì cái áo giống gì à. Không có ý con nói con à, vậy đi chạy màu đen chứ màu trắng thì nó dơ đó ý con nói con cho mà chú có mặc hay không á bạn hay là chú mặc con vẫn mặc áo này bạn mà nếu mà chuyến sau con gặp chú mặc áo này nữa rồi sao tính sao cũng được tính sao ông chưa có cho sao cho tao bạn được cho đi tao bạn chờ nào ông gặp tôi còn đi đường này hoài đâu có bỏ đường này quá ngay đi trên mờ đi kiếm sống qua ngày quá ngay nhà trên đó lần chết bữa hổng con cũng đi ngang đường này nè nhưng mà con không gặp chú bữa đó là tôi cũng có đi tôi bệnh ở nhà tôi xin tiền dòng đó bà xin tiền mua thuốc tây uống thôi xin vài chục ngàn được tôi đâu đi qua đây cũng được ở đây mình có bán gạo không ta gạo ngoài kia gạo mua gạo cho chú có tiền giờ chỉ cho gạo thôi không có giúp được thì mua giùm tôi chục ký còn không mua được thì giùm tôi thêm mất tiền dầu thôi chi thôi mới ơi cũng khổ quá không thì con nói chung ra con ghé chú rồi con cũng giúp một phần nào đó à, bữa hổm tôi bữa hổm thì con đi để dành ăn mất ơi bữa hổm ở đây ở vòng tròn đây không ai bán cho bây giờ đang không nấu cũng nhờ có gạo nấu cháo ăn tại nhà đi không được đó. Không có gạo ăn chứ tao đi không được dù không có gạo có nước tôi đói chết luôn không có nước nào có thiệt á dạ nó đúng gì không tao qua ngày đi chưa cho được ở nhà có sẵn có gạo mượn ta nấu dùm ăn giờ chú vậy? Sao không mua cắt món giò ống tay cho chú tại vì muốn cắt thì trả tiền cho nó mà tiền luôn cho nó uống cà phê bác ơi cái giò của chú nè trời ơi khổ mà không có mua thánh thờ mà ai mới mua giờ dắt cho chú ạ à? Tôi nước là còn quay lợn đi chợ ở dưới này nè còn có 100 ngàn bạc